Rồi, xin chào anh em đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay tiếp tục cái ốp máy là 60.3. Thì ở đây là chủ xe đã, nói chung là cái máy này là vừa mới làm cách đây tầm một tháng, hơn một tháng gì đó. Là loại bài anh em. Thì người ta làm không ok á, giờ nó lột gen luôn. Nó lột hết gen luôn. Lý do là nằm ở đây, mình cho anh em xem này. Cái gen này. Đó, anh em thấy người ta đập không? Đập mốt cái gen luôn này. Đập như thế này thì máng nhớt nó sẽ hư ha. Rồi qua bên đây. Qua bên đây thì người ta mài này. Đấy. Thấy không? Người ta dùng cái máy mài, người ta mài này. Thì khi mà vô máng nhớt không được nó cấn cái bạc đạn nha. Thì người ta sẽ mài cái mài đây, rồi người ta dán keo AB, trù dán từ lưa luôn á. Nè. Đó. Dán keo AB này đó. Anh em thấy không? Đây keo AB ở này. Như thế này thì coi như là, nói chung là cái do này là cứu không được nữa rồi. Là bỏ, hư nặng quá rồi. Thì bây giờ có cứu được thì nó cũng không có ngon lành gì nữa. Thì người ta vừa mới thay cái tay ICS luôn nha. Cái tay này thì xài thì ok, nhưng mà ngon thì không ngon mấy. Thường là Uma hoặc là Edmi Toyo rồi đó là mới gọi là đính ha. Còn cái tay này, anh em thấy không? Xài mới làm một tháng mà bị lột lúp. Tại vì lý do là cái máng nhớt nó không giữ được nhớt á, thì nó sẽ lúp cái tay rất là nhanh. Thì kéo nó cho vô xe nó là kéo một phát ở Phạm Văn Đồng một cái là rồi xong, cái máy nó kêu như cái máy cày luôn, rồi chết máy đứng giữa đường luôn. Rồi thì như thế này thì phát sinh ra là mua một cây gen mới tháo xe đây. Nói chung là mua một cây gen mới tháo xe nha. Đó đây, nói chung thì cây gen còn đẹp đó, anh em thấy không? Nhìn này, cây gen của người ta này mới này, không có mốt, không có dán keo, cũng không có mà chỗ nào hết đó. Nhưng mà nó vô, người ta đúc vô là lụm tiền ha. Ở đây á, là đưa cho mấy ông nội làm tới đâu thì không tới, mà phé là nhiều. Rồi thì do này làm kiểu này thì nói chung là chủ xe xui thôi. Nhưng mà người trả giá cũng là chủ xe á, đặt niềm tin sai chỗ. Rồi cái ron như dày mà người ta cũng gắn lại được nữa, đỉnh cao thiệt, đỉnh cao của thầy thợ ha. Rồi thì John thì nói chung là thay rồi á, tạ thì ok, kiểm tra mọi thứ. Rồi bạc đạn lóc thì mình cũng hay dùng SKF, thì có lỗ nào xài đó, NTN SKF xài lỗ nào cũng được, ngon lành. Rồi thì trái bít tông thì xoáy lên, xoáy cốt lên lớn lên ha, 60.3. Trái này trái 60 ha. Rồi lòng trái thì bên mình xoáy là bao êm, bao ngon, đẹp. Xoáy cái mắt cá là phải ghiền anh em ha, kỹ, làm bài bản chuẩn mực thì nó sẽ cho ra chất lượng ngon lành. Rồi thì bây giờ mình tiến hành là ráp rồi thôi, xong rồi tới nói chung ráp thôi. Máy 60.3 thì nó sẽ rất là cực, rất là kỳ công hơn nhiều so với cái máy zin ha. Thì mình do mình giống như là không có cái ron 60.3 rồi mài rồi ốp lại rồi canh nén, nói chung là mọi thứ là nó sẽ tốn rất nhiều thời gian hơn so với máy zin. Thay vì máy zin mình ráp một buổi là xong, máy 60.3 thì tôi ráp một ngày có thể hơn ha. Rồi thì bây giờ cam thì chú ý hay cầm là xài cam zin. Quả đầu thì mình đang móc cho hút xe nó rộng ra, nạp xe điên cuồng lên rồi chạy cho nó dữ ha. À, rồi nạp xe điên cuồng à. Ok, thì giờ vô bạc đạn xong rồi up lock giữa lại, tiếp tục quay tiếp những đoạn sau cho anh em xem, anh em nhớ theo dõi đoạn tiếp theo ha. Rồi ok, chào anh em nè. Thì chiếc xe này là mình xong rồi nha anh em. Thì chiếc xe mà bị cái do người ta đập phá mốt méo, nói chung là sửa không được á. Thì bữa nay mình cũng ráp được 1-2 ngày đó, thì mới làm bô giờ này. Thì cái bô này của mình lên móc cổ, lên cổ 32 đúng không, móc ra đó thì đít ra thì 30. Thì đợt ở đây thì nó nổ rất là hay ha, nổ rất là lực. Thì nói sau một máy xíu nữa thì bên trong bụng máy á, thì cái tạ gen thì ok này, nhưng mà cái gen nó thì bị lột. Mình có mua lại một cái gen tháo xe, mình thả vào đây thì chạy qua đây thì mình canh chỉnh, mình thấy nó cũng ok. Rồi trên phần máy thì cũng ok, có cái mâm lửa mình đang nghi là nó bị cháy nhẹ sao mà nó hú đó, thì xíu mình sẽ fix lại sau. Rồi một vài ngày nữa mình sẽ trả xe cho chủ xe ha. Rồi thì trên lồng lên cái lồng á, thì cái lồng này là 60.3 sái cốt. Thì hầu như thời gian gần đây thì anh em làm 60.3 khá là nhiều, tại vì sấy hết cốt lên luôn, lên được trái 60.3 rồi mình canh nén lại là lực máy nó khá là lực, chạy rất là sướng luôn đó. Thì nhiều anh em là lòng lấp lòng không lấp gì cũng sấy 60.3 hết luôn, muốn sổ trái luôn ha. Thì lòng chín
lên 60.3. HB đó mình khoảng cỡ là mình thường hay làm canh khoảng là 20, 21, 22 trong cái khoảng đó ha. Nếu anh em thả cam thì có thể là HB cao hơn nữa, còn cái đầu thì móc hút xẻ rồi thì chỉ lặt vặt nhận thức là thôi. Còn hồng sen thì vẫn là hồng sen zin ha, chủ xe chưa có tiền lên, dưới lọc trụ này cũng là lọc trụ đỡ chạy vài bữa nữa chủ xe sẽ thay rồi. Thì máy móc rồi thì mình canh mình qua đây mình chạy thử thì cũng ok, phải chạy thêm một thời gian nữa rồi phải chạy thêm rồi canh chỉnh thêm nữa nha anh em, khoảng 2-3 ngày nữa thì mình mới giao xe ngon lành hết rồi mới giao xe rồi. Thì lẹt quẹt thì chỉ có cái xe này nặng ha, đó thì chỉ có xe này nặng chứ lý do bị lục cho nó là do người ta ép gen không đúng nha anh em, người ta ép gen không đúng, người ta cạo cái máng nhớt á nó không ok, xong rồi nó lại không có giữ nhớt được trong cho cái gen á thì nó sẽ bị lấp, cỡ kẻ làm lại bao nhiêu lần nữa nó cũng hư. Thì cái gen nó bị một phần là bị người ta đập mốt nữa. Nói thật mấy ông sửa xe, mấy ông thợ sửa xe đập ghê được. Nếu mà cái xe đập mà nếu mà cái gen mà ngon đập lại nó ngon á thì cả mấy ông đập đá đập hay hơn mấy ông nữa. Nói chung là đập từ lưa hết của người ta hư cái gen luôn. Chứ cái gen đó người ta sửa bên thợ tiện người ta nói mà nếu mà sửa lại thì không ok. Có thể là không ok. Thì như thế thì mình sẽ không ai dám làm. Ha, thì phải thay lại cái gen mới. Rồi, thì mọi thứ ok rồi. Làm cái bô lại giờ mình sẽ nổ máy cho anh em nghe thử tiếng bô nó lực ha. À, thì eco zin nha anh em, eco zin mod lên ha, hoặc là chạy khoảng 1000 cây mình đi. Nhớ vô một lại bộ bố zin nữa nha anh em, xe này bị ra bẻ rồi thì mình xin